Hello mọi người, em Toàn xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người, cho em Toàn gửi một lời chúc buổi tối vui vẻ đến tất cả mọi người. Hôm nay em Toàn có một bộ sản phẩm này, một bộ combo, một chiếc bình hút lọc to ở giữa và hai cái bình nhỏ hồ lô rất là xinh xắn của Cutani, rất là đẹp luôn. Đây mọi người, Cutani nhá, rất là đẹp luôn. Một bộ này hiếm có, khó tìm luôn các bạn. Thì em Toàn mà chắc chỉ có em Toàn có, không có ai có đâu mọi người. Chiều cao của chiếc nhỏ này mọi người, chiều cao của chiếc nhỏ này 25 nhé mọi người nhé. Hai chiếc nhỏ này cao bằng nhau nhé mọi người nhé. Đây, em cho các bác xem. Đấy, hai chiếc nhỏ chiếc nhỏ là cao 25. Chiếc to này, đợi em một chút. Chiếc to này cao chắc khoảng 26 mọi người. Mọi người, chiều cao của chiếc to này là cao 27,6 nhá mọi người nhá. Gần 28 thôi. Tính là 27,6. Chiều cao của chiếc to 27,6. Em xin phép là em đo bằng bụng. Họa tiết vẽ full bình luôn nhá mọi người nhá. Mới trước to là chiều vòng bụng của nó là 67 nhé mọi người nhé. Đây mọi người, vòng bụng 67. Đây mà chiếc bé này thì là vòng bụng của nó 29 nhé mọi người nhé. Vòng bụng 29. Rất là ok luôn. Đây để em đo miệng cho mọi người xem này. Cái miệng nó rất là nhỏ luôn. Miệng còn cái nhỏ này miệng có 3 thôi. Em chỉ cần đo một cái này thì là cái này kích thước nó giống nhau rồi. Đây mọi người, miệng này, miệng của chiếc mình to này là 4 nhá mọi người nhá. Bình này rất là đẹp luôn các bác ạ. Em nói thật là các bác, để mà các bác mà sưu tầm được những cái bộ combo như này thì không phải là đơn giản đâu mọi người nhá. Đây toàn bộ đây là vẽ vàng này, những cái họa tiết này như đây là vẽ đôi chim chỉ, đôi chim nguyên ương. Đấy, đây là có tùng trúc này. Đấy, có cây tùng này, chùa này, đây cũng đôi chim nguyên ương này. Đây này, có ba vị đang chơi cờ này mọi người này. Còn vị này thì đang làm gì thì em không biết. Đấy, rất là đẹp luôn. Bộ combo quá là tuyệt vời luôn. Để em cho các bác xem chuyện. Đấy, hàng quá là sâu tuổi luôn mọi người. Mọi người xem này. Chuyện Cutani sâu tuổi chưa? Mọi người thấy chưa? Quá là ok luôn. Đây, em cho các bác xem một cái cổ này. Rất là ok luôn. Đây cho các bác xem đây, chuyện mọc đầy đủ luôn. Hàng hiếm có, khó tìm luôn các bạn. Em quay sát lại cho các bác xem. Tình trạng là lành tít nha mọi người nhé. Không có một lỗi lầm gì cả. Không bị sứt, không bị sẹo gì cả. Lành tít, rất là đẹp luôn mọi người ạ. Bộ này trưng bày thì quá là ok luôn. Đây. Mọi người xem này, chuyện Cutani. Rất là đẹp luôn. Này rất là đẹp mọi người, trên miệng này nó còn vẽ vàng nhé mọi người nhé. Em xin phép là em để đây xong rồi để em quay xung quanh cho các bác xem, các bác ưng thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Nó hơi khó để em cho cái bàn xoay vào để em xoay mọi người. Đấy, đây. Rồi đây, không biết là em có xoay được không các bạn. Nó hơi chặt mọi người. Em không xoay được, mọi người thông cảm với em nhé. Vì em ở bên này nó làm nó không được chuyên nghiệp. Nên là nhiều khi video của nó hơi chệch choạc một chút, nên là các bác thông cảm cho em một chút nha. Đây. Hàng quá VIP luôn các bác ạ.
Để mà sưu tầm được một bộ này không phải là đơn giản. Bộ sưu tập mô cư bên quá là tuyệt vời luôn. Đây, các bác trưng như này cũng được. À, ở giữa là một chiếc hút lọc to, miệng nhỏ, bụng to, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt mọi người ạ. Các bác về trưng này lọc lá vào đầy nhà luôn các bác ơi. Rồi em Toàn xin phép kết thúc video đây. Mọi người xem video của em thì cho em gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người đã xem video của em. Rồi em Toàn xin chào mọi người. À quên mất, em nhầm là các bác nếu mà ai mà mua sản phẩm nào của em thì các bác cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Em chào tất cả mọi người.